Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Vi Khang xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247. Quý vị thân mến, nắng nóng gây ra rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đặc biệt đối với những người không may gặp phải tình trạng là có mùi khó chịu ở vùng nách hay là ra nhiều mồ hôi nách. Và để khắc phục tình trạng này thì một trong những biện pháp đó là chúng ta sẽ phải sử dụng cái lăn khử mùi hay là lăn nách. Và đối với nhiều người thì việc làm sao lựa chọn một cái sản phẩm làm sao được uy tín, an toàn và hiệu quả là câu hỏi được đặt ra. Thế thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là lăn nách được nhiều người tin dùng và cho hiệu quả hài lòng. Và để đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ chuyên khoa thẩm mỹ da da liễu của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng gặp khách mời của ngày hôm nay đó chính là bạn Dung Nhi. Và trước khi mà chúng ta đến với phần hỏi và đáp cùng với khách mời, chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Lăn nách của Mỹ. Lăn nách của Ba Lan. Lăn nách có mùi thơm dễ chịu. Anh hẹn em cuối tuần, hello, sao? Ê, 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 tụi bắt quả tang nha. Trời ơi, sáng sớm mới vô công ty không lo làm, lo chat với bồ nha, thấy tôi cứ quay máy đi chỗ khác phải không? Chat với bồ đó mà bồ. Chứ sao? Thiệt á, tôi nói thiệt với bà là... Gì? Tôi chóng mặt, tôi qua cả mắt luôn nè, đó. Quá trời sản phẩm luôn. Mà bà biết rồi đó, tôi mua về tôi xài không có nào ưng ý hết á. Giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Trời ơi, bị hơi nách hả? Xin lỗi, tôi hơi vô duyên. Trời ơi, thì bị cái người mình nặng mùi đúng không? Đâu có sao đâu, thì mình bị nặng mùi thì mình tìm mình mua sản phẩm trên mạng, cái đó là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà ông sĩ diện, có gì đâu mắc cả. Bà làm ơn bà nói nhỏ giùm tôi. Bà la lớn như vậy á, nguyên công ty này biết hết rồi sao? Trời, mặt mày tôi để ở đâu? Thôi, tôi biết rồi. Ông vất vả để tìm kiếm sản phẩm trị hôi nách phải không? Đúng rồi. Tại sao không hỏi tôi? Hỏi bà hả? Bà biết không? Sao không biết? Vậy tại sao bà không chỉ cho tôi? Trời ơi, nó dễ ẹ ông ơi. Ta nói chỉ cần mình gọi cho tổng đài tư vấn, đúng không? Người ta sẽ tư vấn cho mình coi là ví dụ như cái người mình bị như thế nào, cái mùi như thế nào, nó tỏa ra như thế nào. Mình cứ chia sẻ thiệt tình với người ta, rồi tổng đài sẽ tư vấn cho mình, rồi mình sẽ tìm được một cái sản phẩm vừa ý thích hợp với mình nhất. Tổng đài số mấy? 1-800-55-88-89. Gọi miễn phí không tốn cước. Ủa? Ê! Gì? Sao giống cái tổng đài mà tôi đang coi quá vậy? Trời ơi! Mấy cái ông này lúa thiệt là lúa luôn. Gọi liền cho tôi. Tôi cảm ơn bà nha. Ừ. 1-800-55-88-89. Alo. Dạ, dạ em nghe. Dạ, 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 ok. Dạ, em cảm ơn. Xong. Hay quá bà ơi. Vừa ý đúng không? Sảng khoái liền đúng không? Hồi nãy người ta tư vấn cho tôi là xài cái loại không mùi, không cồn mà nó đến từ châu Âu. Đó là Aquasalin. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Một lát nữa đó mà giờ nghỉ trưa, tôi với ông chạy thẳng đi đến một cái chỗ nào đó, mình kiếm đúng cái hiệu đó để mình mua mình xài. Trời ơi, công nhận bà hay thiệt. Ừ. Chứ tôi đi mình tôi á, tôi ngại lắm. Ừ. Nhưng mà có bà tôi cảm thấy tự tin hơn. Tự tin hơn. Nhưng mà tôi nghi lắm nha. Nghi gì? Tôi nghi bà giống như tôi đúng không? Cái ông này vô duyên. Trời ơi, thì bây giờ tôi là phụ nữ, tôi phải rành mấy cái trên mạng là chuyện bình thường. Thôi đừng nói nhiều, để tôi đi với ông cho ông đỡ mắc cỡ. Cảm ơn bà nha. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trên thị trường có khá là nhiều loại lăn nách. Bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người về những cái ưu và nhược điểm của những cái loại sản phẩm hay không ạ? Thì trên thị trường hiện nay chúng ta biết rằng có rất là nhiều những loại lăn nách khác nhau. Thì chúng ta có thể phân loại của nó ra thành những cái yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là những loại lăn nách mà sử dụng gọi là cái dung dịch là nước để mình sử dụng. Thì khi chúng ta sử dụng những cái loại sản phẩm lăn nách mà nó có cái thành phần nguyên là nước á, thì thứ nhất là chúng ta phải chờ cái thời gian của nó phải cần khoảng 5 phút để cho những sản phẩm đó nó khô đi trước khi chúng ta mặc áo. Vì nếu chúng ta mặc vào quá sớm thì cái những sản phẩm này sẽ ám được cái áo của mình và nó gây ra cái màu ố vàng.
Cái yếu tố thứ hai là những cái loại lăn nách mà được, giống như là cái thành phần nó là từ sáp. Thì những cái thành phần này khi chúng ta bôi trên da thì nó sẽ giống như là nó sẽ khô nhanh hơn, nó sẽ có cảm giác dễ chịu hơn so với chúng ta sử dụng những cái loại sản phẩm mà có thành phần từ nước. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng khi mà sử dụng những loại mà thành phần từ sáp, chúng ta cần phải đậy nắp lại sau khi chúng ta sử dụng, bởi vì cái những cái thành phần, cái đầu lăn của nó rất dễ bị là bám những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn, mà khi nó bám vào nó có khả năng tăng cái gọi là phát triển lên, và khi chúng ta lăn trên cái làn da của mình nó sẽ dễ gây hiện tượng gọi là bít tắc cũng như là viêm nhiễm tại những cái vị trí nang lông, tại cái khu vực nách của mình, và nó sẽ gây những cái cảm giác viêm đau khó chịu sau đó. Còn một cái sản phẩm nữa cũng có thể được phân loại trong cái nhóm gọi là lăn nách khử mùi á, là những cái sản phẩm xịt. Thì những sản phẩm xịt này nó tương đối là nó thuận tiện quá trình sử dụng, nó không gây cái hiện tượng gọi là dính và cũng như không gây cái hiện tượng gọi là viêm nhiễm sau khi mình sử dụng, và chúng ta có thể dễ dàng sử dụng khi mà mỗi khi chúng ta cảm thấy cơ thể mình nó có cái mùi hôi. Tuy nhiên nhược điểm của loại sản phẩm này là nó dễ bị gọi là bị cái hiện tượng gọi là tái lập lại cái mùi hôi rất là nhanh, bởi vì cái sản phẩm này nó cái khả năng khử mùi của nó tương đối là trong cái thời gian ngắn hạn thôi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể phân loại dựa trên cái tính chất của cái sản phẩm của mình. Thì sản phẩm thứ nhất là nó xuất phát từ gọi là cái nhóm gọi là mỹ phẩm. Thì trong nhóm mỹ phẩm này chủ yếu của nó là nó thiên hướng về làm đẹp. Và một những yếu tố chúng ta có thể phân loại chính xác trong sản phẩm này là nó có sẽ có chứa cồn và nó chứa cái hương liệu. Và do đó khi mà quá trình chúng ta sử dụng những cái loại sản phẩm mà chiết xuất từ cái mỹ phẩm á, từ cái nhóm mỹ phẩm, thì nó dễ gây cái hiện tượng là kích ứng và giống như là dị ứng đối với sau khi chúng ta sử dụng. Và khi mà khoa học phát triển hơn thì có một cái dòng sản phẩm nó mang tới tính ưu việt mà nó cải tiến cao hơn, là nó là cái dòng sản phẩm từ dược mỹ phẩm. Thì dược mỹ phẩm này ngoài cái yếu tố là làm đẹp ra, nó còn được nghiên cứu bởi những cái nhà khoa học, những cái bác sĩ lâm sàng, nên do đó nó đảm bảo được cái tính an toàn của nó, cũng như là cái nguồn nguyên liệu để sử dụng là nó sẽ xuất phát từ 100% là từ yếu tố thiên nhiên, yếu tố thực vật, và do đó nó đảm bảo cho việc mình sử dụng một cách lâu dài hơn, và cũng như cái hiệu quả của nó sẽ kéo dài lâu hơn so với chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm đến từ cái dòng mỹ phẩm. Thưa bác sĩ, thì theo bác sĩ chia sẻ thì tôi cảm thấy là trên thị trường này có khá là nhiều loại lăn nách và nó vô cùng đa dạng, cho nên là tôi cũng cực kỳ hoang mang. Tại vì bản thân tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều loại lăn nách của sách tay và lăn nách của thương hiệu, nhưng mà cái hiệu quả mà tiết chế được mồ hôi thì chỉ đến 20% thôi. Và sau khi tôi sử dụng một thời gian dài á, thì nách của tôi có vẻ như là bị thâm sạm đi, và cái mùi cơ hôi của cơ thể thì nó trở nên nặng li rơ hơn rất là nhiều. Thì tôi cũng mong muốn là bác sĩ có thể là tư vấn cho tôi tiêu chuẩn để mà mình lựa chọn một loại lăn nách mà đạt được một cái hiệu quả tốt nhất, cũng như là nhiều người tin dùng lựa chọn, và cái hiệu quả của nó rất là cao cho mấy sau khi mà mình sử dụng. Thì một cái tiêu chuẩn của một cái lăn nách để mà nó đạt được cái tính hiệu quả để mà an toàn cho em trong quá trình sử dụng á, là thứ nhất là cái tính hiệu quả của nó sẽ phải có. Nghĩa là khi mình lăn nách xong thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, những cái sản phẩm này nó sẽ phải khô đi và nó sẽ phải kéo dài được cái thời gian hiệu quả của nó ít nhất là trên 24 tiếng. Và trong cái trường hợp mà là mình mồ hôi mình nó nặng mùi quá, mình có thể mình sử dụng cái tiêu chuẩn nữa là cái hiệu quả của nó phải kéo dài ít nhất là phải 72 tiếng. Mình tăng cái thời gian để mà cái sự hiệu quả nó tăng lên. Một yếu tố nữa là cái thành phần của nó sẽ phải chiết xuất từ 100% là thiên nhiên, từ cái thảo dược á, những cái thực vật, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự hiệu quả của nó kéo dài, và nó sẽ tránh được cái tình trạng gọi là thâm sạm vùng nách, cũng như là những cái tình trạng ố vàng như khu vực cái quần áo khi mà mình sử dụng, và cũng như tránh được cái việc gọi là những cái sản phẩm nó bị gọi là mất tác dụng quá nhanh, giống như sản phẩm này em nói là nó chỉ có kéo dài được trong vòng khoảng 20% gì đó ha, những cái hiệu quả đó nó sẽ tương đối là nó quá thấp. Một cái yếu tố nữa là mình cần phải lưu ý cái xuất xứ của cái nguồn gốc sản phẩm. Thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm xuất phát từ châu Âu thì nó sẽ đảm bảo được cái tính an toàn của nó. Và một yếu tố nữa là khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này thì bắt buộc nó sẽ phải gọi là được Bộ Y tế thông qua trong quá trình sử dụng. Và giống như chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm được phân phối chính hãng để chúng ta tránh gọi là chúng ta sử dụng phải những cái hàng giả, những cái hàng trôi nổi trên thị trường, thì nó sẽ không an toàn cho mình trong quá trình mình sử dụng. Và cái nữa là cái sản phẩm nó phải gọi là dùng từ là nó sẽ phải đặc hiệu, đặc chế cho một số cái đối tượng đặc biệt. Ví dụ như đối với những cái đối tượng nữ hoặc là nam, những cái người mà như là họ có cái lượng tăng tiết mồ hôi khác nhau. Ví dụ như đối với những cái người mà tăng tiết mồ hôi mạnh, mình sẽ phải có những cái dòng sản phẩm nó phù hợp với đối với những cái đối tượng đó. Và những cái người mà cái vấn đề mồ hôi của họ ít hơn, cái mùi hôi họ nhẹ nhàng hơn, họ vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm đó để giống như là nó mang lại cảm giác là khô thoáng, dễ chịu cho cái làn da của họ. Thì cái sản phẩm gọi là lăn nách Alka-Seline
là một cái sản phẩm nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố như hồi nãy anh vừa trình bày với em. Thưa bác sĩ, lăn nách Aquaseline không mùi không cồn đến từ châu Âu, như chia sẻ thì rất được nhiều người tin tưởng cũng như là sử dụng bởi vì cái hiệu quả cũng như là cái tính an toàn của nó. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái sự khác biệt của cái sản phẩm lăn nách này so với những sản phẩm lăn nách thông thường khác không ạ? Cái sản phẩm Aquaseline thì cái hiệu quả của nó mang cái tính chất khác biệt so với những cái dòng sản phẩm khác. Là thứ nhất là cái tính hiệu quả của nó rất là cao. Bởi vì chúng ta, thứ nhất là chúng ta dễ dàng sử dụng, và nữa là cái thời gian để mà sử dụng, để mà nó có tác dụng rất là ngắn. Chúng ta chỉ cần lăn sau đó khoảng 30 giây là những sản phẩm mình nó sẽ khô, và nó sẽ có cái thời gian mà nó kéo dài tương đối cho mình tới 72 tiếng. Và một yếu tố nữa là cái sản phẩm này nó chiết xuất từ 100% thực vật, do chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng, gọi là trong một cái thời gian kéo dài. Và một cái yếu tố nữa là cái sản phẩm này nó có thể rất là phù hợp đối với những cái người mà họ đã từng gọi là sử dụng những cái sản phẩm lăn nách khác nhau mà nó không mang lại được cái tính hiệu quả. Thì chúng ta khi chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm Aquaseline thì có thể hoàn toàn nó là cái lời giải cho những cái yếu tố mà như là những cái lăn nách, những cái mùi hôi nách và những cái lăn nách khác nó không có thể nào đáp ứng được. Và một cái yếu tố nữa là cái thành phần, cái xuất xứ của cái sản phẩm này nó rất là đáng tin cậy, là nó xuất phát từ cái nhà máy gọi là Oceanic, là một trong những nhà máy gọi là đầu tiên của Ba Lan được nhận cái chứng chỉ GMP và cũng là một trong ba cái nhà máy gọi là sản xuất lớn nhất ở Ba Lan. Và yếu tố thứ tư nữa là cái yếu tố gọi là đây là cái dòng sản phẩm được gọi là Bộ Y tế thông qua trong cái quá trình mình sử dụng, do đó chúng ta hoàn toàn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Một cái yếu tố nữa cho thấy cái lăn nách Aquaseline nó mang được cái tính khác biệt là nó không có chứa cồn, không có chứa những cái hương liệu, được điều chế hoàn toàn từ cái thiên nhiên. Thứ nhất là nó có thành phần là aluminium, gọi là muối nhôm á, chiết xuất từ cái mũ của cây hương nhu ha. Nó có cái thành phần là khi mà mình sử dụng trên cái bề mặt da, nó sẽ tạo thành một cái lớp gel để mà nó phủ lên trên những cái lỗ chân lông và nó làm giảm cái vấn đề gọi là tăng tiết mồ hôi. Và cái thứ hai nữa, cái thành phần nó sẽ chiết xuất từ cái hoa cúc ha, là nó có cái khả năng gọi là nó ngăn ngừa cái tình trạng gọi là tăng sinh của cái vi khuẩn ngay cái tiết mồ hôi của mình. Thì vi khuẩn khi nó tăng sinh quá nhiều, nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là sản xuất ra những cái chất mà nó gây mùi trên cái khu vực hôi nách của mình. Và nếu mình ngăn ngừa cái việc gọi là vi khuẩn nhân lên, nó sẽ làm giảm cái mùi hôi rất là nhiều. Và cái nguyên liệu, cái thành phần thứ ba nữa là nó chứa những cái tinh chất đến từ những cái giống như là từ thực vật, những cái chiết xuất tự nhiên. Và gọi là cái quan trọng nhất là cái thành phần là provitamin B5. Thì cái thành phần này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ làm dưỡng, nó làm mềm cái làn da của khu vực, cái vùng da nách mình đang cần phải điều trị. Và một cái thành phần cũng tương đối là cái quan trọng là cái thành phần là allantoin và cái dibetanol. Thì hai cái thành phần này nó sẽ có tác dụng là làm giảm, làm dịu và làm ngăn ngừa cái tình trạng viêm nhiễm tại khu vực cái vùng nách của mình. Và do đó chúng ta khi chúng ta sử dụng, sau khi chúng ta mặc quần áo thì nó sẽ không gây cái hiện tượng là ố vàng hoặc là nó gây gọi là đen những cái vùng thâm nách khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Thưa bác sĩ có thể tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm lăn nách này để sản phẩm có thể giúp chúng ta tránh được cái mồ hôi vùng nách không ạ? Thì cái cách mình sử dụng cái sản phẩm lăn nách Aquaseline một cách hiệu quả thì thứ nhất chúng ta phải biết cách gọi là sự lựa chọn cái sản phẩm để mà phù hợp. Thì ví dụ như đối với những cái người phụ nữ mà ít cái việc tăng tiết mồ hôi hoặc là cái mùi mồ hôi cũng tương đối nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm là màu xanh nhạt. Thì cái hiệu quả của sản phẩm này sẽ kéo dài trong vòng 24 tiếng. Đối với những cái người phụ nữ mà gọi là có cái mùi mồ hôi cũng tương đối nặng hoặc cái việc tăng tiết mồ hôi nó cũng tương đối nhiều đó, chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm dành cho nữ có màu đỏ. Thì sản phẩm này có thể gọi là kéo dài tới 72 tiếng. Một tuần chúng ta chỉ cần sử dụng từ 2 tới 3 lần là đủ. Ngoài ra đối với nam giới thì chúng ta sử dụng cái loại sản phẩm có màu là xanh dương đậm. Cái sản phẩm này có thể gọi là giúp giảm thiểu việc tăng tiết mồ hôi cũng như mùi mồ hôi đến tới 72 tiếng. Và một tuần chúng ta chỉ cần sử dụng khoảng từ 2 tới 3 lần. Trước khi mình sử dụng, mình sẽ phải vệ sinh cái vùng da nách mình nó phải sạch sẽ. Yếu tố thứ hai là mình sẽ sử dụng nó trong đặc biệt là vào buổi tối. Đó là cái thời gian mà như là những cái mình ít hoạt động và cái những cái tuyến mồ hôi của mình nó sẽ được gọi là gần như nó khô thoáng nhất. Và cũng như là có thể mình sử dụng sau khi mình tắm là mình vệ sinh cái vùng da nách đó xong. Thì lúc này cái khả năng là thấm nhập những cái sản phẩm mà mình sử dụng nó sẽ là tốt nhất. Và cái yếu tố nữa là mình có thể mình sử dụng cái lăn nách Aquaseline này là sau khi giống như là mình lưu ý là khi mình sử dụng sản phẩm này mình sẽ phải vệ sinh, mình tẩy tế bào chết tại khu vực nách để giống như là nó tăng cái khả năng gọi là thấm nhập những cái thuốc này tốt hơn. Và một yếu tố nữa là khi chúng ta đã sử dụng những cái sản phẩm này rồi thì chúng ta cần phải gọi là lưu ý là mình phải mặc những bộ đồ chất liệu vải của nó từ cô tông để nó gia tăng cái khả năng gọi là thấm hút
mồ hôi một cách tốt nhất và nó mang lại cái sự khô thoáng cho cái làn da của mình. Về cái đối tượng sử dụng thì mình cần phải lưu ý rằng cái đối tượng sử dụng như là cái mục đích của cái việc mình sử dụng những cái lăn gọi là khử mùi này, thì thứ nhất là những cái người mà có cái mùi hôi, mùi cơ thể tương đối là nặng thì mình khi mình sử dụng. Đối tượng thứ hai mình hay sử dụng là những cái người mà đang ở trong cái độ tuổi dậy thì, những cái đứa bé mà đang trong độ tuổi dậy thì, đây là cái giai đoạn mà cái tuyến mồ hôi của nó hoạt động cũng khá là mạnh, cũng như là những cái sự hoạt động thể chất hàng ngày nó cũng tương đối nhiều và nó gây ra cái sự tăng tiết mồ hôi. Và đối tượng thứ ba là mình có thể sử dụng là những cái người phụ nữ đang mang thai hoặc là trẻ em thì cũng có thể an toàn, tại vì đây là những cái sản phẩm mà nó được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên và giống như là cái sự an toàn của nó rất là, cái tính an toàn rất là cao và mình có thể mình yên tâm mình sử dụng. Và một cái nhóm nữa mình có thể mình sử dụng là những cái người mà gần như là họ không có cái mùi hôi nào trong cơ thể hết thì vẫn có thể sử dụng để mình giống như là mình giảm việc tăng tiết mồ hôi nách và mình mang lại cái cảm giác gọi là khô thoáng dễ chịu cho cái làn da. Đặc biệt là ở Việt Nam mình là cái xứ nhiệt đới thì là cái thời tiết nó tương đối là nó nóng bức và nó dễ gây ra cái hiện tượng tăng tiết mồ hôi và nó sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Vùng nách của tôi hoàn toàn khô thoáng và không mùi suốt ngày kể từ khi tôi sử dụng sản phẩm lăn nách Awaseline không mùi đến từ châu Âu này đây. Thậm chí tôi còn mua tặng sản phẩm này cho chị gái đang mang thai của mình. Chị ấy lên thực sự rất là tin tưởng và yên tâm sử dụng. Sản phẩm Awaseline thực sự là cứu cánh cho những người đang gặp phải tình trạng như là đổ mồ hôi nách, hôi nách, sử dụng lâu dài mà không lo các tác dụng phụ như là thâm sạm vùng nách nè và nách áo bị ố vàng. Tư vấn từ chuyên gia, cách lựa chọn lăn nách được nhiều người tin dùng và cho hiệu quả cao. Muốn trị hôi nách, dùng lăn nách tác dụng kép, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi và tác dụng kéo dài đến 72 giờ. Chỉ dùng lăn nách có thành phần tự nhiên, an toàn, đã kiểm chứng lâm sàng, không mùi, không cồn, không gây ố vàng nách áo, không gây thâm nách. Chọn lăn nách có các dòng chuyên biệt, nam riêng, nữ riêng, phù hợp với tình trạng bệnh nặng nhẹ. Chỉ dùng lăn nách có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và được đơn vị dược phẩm uy tín phân phối. Kể cả những người không bị hôi nách vẫn nên dùng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn này để vùng nách luôn khô thoáng, không mùi. Thưa quý vị, chúng tôi tin chắc là nhiều người trong chúng ta, một số người khi mà theo dõi chương trình này cũng cảm giác là tự tin hơn rất nhiều bởi đã tìm ra được cái bài toán, tìm ra được phương pháp để giúp cho mình trở nên tự tin hơn và đặc biệt là không có cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta giao tiếp với những người xung quanh. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Awaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, giúp nói không với nỗi ám ảnh hôi nách, mồ hôi nách của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chúng tôi, tổng đài 1800 558889, số điện thoại miễn cước, hoặc 0896 509 509. Bên cạnh đó, quý vị có thể gửi thư về hòm thư của chương trình, đó chính là songkhoeavongbacsitouvan.vn, để các chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn những câu hỏi mà quý vị thắc mắc. Và quý vị cũng có thể truy cập vào website của chương trình, đó là bacsitouvan.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của Thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng. Xin cảm ơn khách mời Dung Nhi đã cùng với chúng ta chia sẻ cuộc trò chuyện này. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Awaseline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.